Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Chào. Trước tiên thì mấy anh em mình đây cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay nói với năm anh em như thế này, hôm nay mình có trò chơi như thế này. Người cuối cùng ngừng ăn mình sẽ tặng 2 triệu. Trong ngày có 5 lá thăm. 4 lá thăm là gọi món, 1 lá thăm là được qua lượt. Rồi anh em cứ xào bóc thoải mái nè. Tí bóc chút em. Bóc chuyền qua. Bóc qua đọc lên nha, đọc lên nha. Đây cái quán 2 kg này đồ ăn rất là nhiều. Rồi hình như ra mình chọn cái quán này để anh em kêu được nhiều món. Nhưng mà nói trước cái dòng này mình ăn món này, dòng sau là mình đổi với món khác nha. Gọi món. Thôi bóc thứ hai. Gọi món. Không, ba ưu tiên ba đổi. Gọi món. Quá lượt. Quy gùa luôn hả? Thôi vậy hai người khỏi giặt ra. Hai người khỏi giặt ra. Rồi món hết rồi, hai người có bổ quy gùa là qua lượt thôi. Rồi quy gùa ngồi coi uống nước coi anh em ăn đi. Được hai hay quá mà. Qua lượt rồi bỏ vô lại. Hay bằng thơ. Rồi bỏ vô keo lại mà anh ship lại, bỏ vô keo anh lại mà anh đây còn nhiều vòng lắm. Tôi có biết ở đây coi có làm giá không? Nãy tôi cũng ship nè. Rồi bỏ vô đi. Rồi vô rồi chổng gọi món cái gì vậy? Ship lại đây rồi. Thích ăn món gì ăn nhưng mà nói trước nha. Lượt này mình ăn món này, lượt sau đổi món liền. Ủa con dĩa mọc đó hả? Cứ một dĩa, một dĩa. Thơm quá. Đây. Rồi cho em một món nuôi xào hải sản đi. Rồi nuôi xào hải sản. Hủ tiếu xào hải sản. Quy gùa thì ngồi uống nước. Đồ ăn chủ quán đem rồi. Tung một kêu gọi gì Tung? Nuôi xào á. Anh ba gọi gì anh ba? Hủ tiếu xào thịt bò. Hủ tiếu xào thịt bò luôn hả? Thế ăn cái gì em? Nuôi xào. Nuôi xào ha, rồi ok. Nói nghe nè, bây giờ là mỗi lượt là mỗi lần bốc thăm nha. Hủ bốc thăm sẵn luôn. Khi nào mà tới cái giai đoạn nào mà ai ăn không nổi thì giơ tay nghỉ nha. Rồi. Khi ngồi cuối cùng mà ngừng ăn là một người một duy nhất cuối cùng ngừng ăn. Rồi. Là mình sẽ tặng cho 2 triệu, để 2 triệu mẹ anh ba. Rồi. Hôm nay là không có giải nhì đâu không? Rồi để dưới cái keo, để dưới cái keo được rồi. Đây. Rồi. Hôm nay là chỉ có một giải nhất ha. Đúng rồi, một giải nhất thôi. Căng à. Nè. Sao cũng xin đại diện mấy anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng sáng với mấy anh em mình. Xin mời. Rồi ăn đi. 1 2 3. Bang. Lộm. Bà móc rồi ăn hủ tiếu. Tùng ăn nuôi. Tỷ ăn nuôi. Tí thằng cũng ăn nuôi. Bưng lên em gớt em. Thử hôm nay mình chơi trò chơi này, thử có anh em người nào hơn và người nào ăn nhiều hơn. Trong đó là cũng có sự may mắn nữa. Tại vì trong đó là có một phiếu là sẽ được qua lượt. Như cái vòng đầu này là quy gù qua lượt. Người nào ăn xong hết trước, tự cố quyền hoặc tay bóc luôn. Bóc lá thăm luôn nha. Cứ ăn hết xong rồi thọt tay bóc lá thăm. Bóc lá thăm rồi gọi món khác. Rồi ba bóc hết trước, thọt tay bóc coi lá thăm màu gì, gọi chủ quán luôn. Đây là quán thì được nhiều món ăn. Rồi cứ gọi xong thọt tay bóc. Người cuối cùng là quy gùa đi đâu sao rồi. Cái gì? Gọi món, rồi tiếp tục gọi tiếp em. Cho một món coi. Hủ tiếu xào đi. Coi. Qua lượt. Bóng qua lượt hả? Động nước. Qua lượt. Rồi. Giờ là bóng ra khỏi cuộc chơi. Ra ngồi chỗ đi gùa. À. Rồi khỏi bóc nữa không? Ừ. Khỏi bóc nữa. Em đi thấy hàng khỏi bóc. Tại vì trong đó có một phiếu qua lượt à. Rồi. Để lấy cái này ra. Cho quy gùa, tới quy gùa. Cái lượt này thì có quy gùa tham gia. Ba móc thì ra ngồi thưởng thức nước rồi. Rồi, ăn đi mấy anh em ăn đi.
Hôm nay trong team mình ăn chắc hết cái quán này luôn. Một dĩa dĩa mì như thế này là một gói em? Một gói rưỡi. Một gói rưỡi hả? Ăn hết cái quán luôn. Ăn làm ở chủ quán làm không kịp luôn. Ăn hết cái máy. Ăn không kịp luôn. Ăn vô sập cái quán luôn. Mình nghĩ trung bình thôi. Mỗi người 5 dĩa thì 5 người này là hết 25 dĩa rồi. Nhưng mà mình nghĩ 25 dĩa cũng chưa đủ. Tại vì thường anh ba anh ăn từ 7-8 dĩa. Thí Hằng ăn cũng vậy, Tung cũng vậy, Tí cũng vậy. À, hình ra hôm nay là mình không biết ai ăn được nhiều. Rồi xong bốn phần rồi, bốc không cứ thò tay bốc bốc. Người nào được quay vòng thì nói nha ba, anh ba khỏi bốc tại vì có gọi món nè. Có người nào qua lượt là được rồi. Rồi Tí được. Rồi Tí qua lượt rồi, ai ngồi vô ngoài em ba móc nhảy vô. Tí Hằng khỏi có bốc được đâu. Khỏi bóc em cứ ngồi hoài đi. Okay, khỏi bóc. Rồi. Vậy cho nó công bằng anh ơi. Thì anh bỏ. Biết rồi. Mày hả bưởi. Rồi, chờ chủ quán đem qua tiếp. Hai này chủ cột. Hai đứa chủ cột gia đình nha. Rồi hai, cha với má nhiều dắt hai đứa ba đứa con. Rồi ăn trước rồi là bóc trước chứ. Ấy, khó nữa rồi chú ơi. Trang nữa rồi chú ơi, thẳng đi. Từ từ thằng ơi. Nó trộn quá. Trai với má gì dắt hai đứa con, ba đứa con. Dắt này tới cái món hủ tiếu xào hải sản. Rồi anh em cứ quyền ăn. Bèn. Ăn rồi ăn hết bóc thông tiếp. Hôm nay chung team mình là không biết cao bao nhiêu nữa. Ê, dĩa chồng một dĩa luôn. Ăn khi nào mà chú quán nói hết dĩa thôi. Hết dĩa chuyển qua thao nha em trai. Chúc là làm cho hãy ăn nhiều quá cho người thao. Cái dĩa này bao bóng gấp có 3 đũa hết rồi. Rồi ba móc hết nữa kìa. Đợi đi em, để em. À đợi đi giùm anh em. Để em thí. À bây giờ là tranh ba chứ còn đi bắt nước đi chứ em bắt nãy giờ em còn là gọi món đó mà. Dạ hả? Rồi ok. Anh vừa để tái luôn á. Rồi nãy cho Thí Hằng chưa được bắt, cho Thí Hằng bắt cái đi. À ba móc hết trơn. Học tay cho bóc anh ba. Bóc. Ăn một dĩa món ăn đem ra là lụa lại văn. Đâu anh đưa lên anh ba. Có rồi. Có nữa rồi. Không gọi món. Anh để gọi rồi. Thì gọi món nữa rồi. Rồi để ngoài lên đừng hòa thao vô anh. Để ra vô rồi mệt quá. Để vô mệt quá hả? Ăn luôn cái luôn khen. Ăn luôn. Rồi Hằng bóc các em. Bóc vào. Gớm vô được mới lon hết à. Lắc đi. Lắc sống. Anh em ơi, lắc đi. Đây. Cái gì? Cái gì? Gọi món tiếp, gọi món tiếp. Cái gì? Nếu mà bốn người bắt thì gọi món hết em đâu nhớ. Gọi món nữa rồi. Còn nữa hả? Hai người. Rồi anh quay hả? Rồi dữ trời. Chuối gì? Sao tới dùng á? Xếp lại lòng hoàng nha.
gọi món, gọi món luôn, quy củ quá lớn luôn. Đẩy vô đây, xếp bỏ vô lại, xếp bỏ vô lại. Quy củ hên quá quý ơi. Quy củ hên hên thiệt. Quá chứ. Hai lần rồi quá lượt rồi. Rồi bốn phần tiếp. Rồi để mà bốn phần tiếp rồi, em. Tiếp tục em ơi. À. Tiếp tục bốn phần nữa. Wow. Ăn chừng 50 phần thôi nghỉ. Cái này đổi mạnh thôi mà, ăn chừng 50 phần nghỉ à. Rồi tiếp tục là chuẩn bị làm bốn món khác nữa em. Em mới ra nghỉ mệt mà. Nãy tiểu rồi. Ừ, đổi món á, đổi món cho anh. Rồi tay rồi cũng chuẩn bị rồi đấy. Rồi rồi. À, cơm chiên dưa cà, thịt bò. Khi nào cuối cùng dĩa thứ 6, thứ 7, thứ 5 gì đó không biết nha. Ăn không nổi giơ tay đồ hàng rồi cho qua luôn. Còn người cuối cùng mới thắng á. Nếu mà bóc dính ngay cái đạp mà ra luôn cái nữa là cái này cái lấy tiền chắc. Có như là bóc qua lượt hoài là chắc cứu là ừ. Ừ. Hôm nay chơi trò chơi này bộ vui nè. Rồi, hết nữa rồi. Ông nữa anh bà. Gùa sống không gùa? Không, em sẽ bóc trước. Em sẽ bóc trước, em sẽ bóc trước rồi, cho em bóc trước luôn. Còn nhai mà cũng đâu. Mày, quá khá chặn dĩa luôn. Chồng hết luôn đi. Thử coi có bao nhiêu cái dĩa. Bầu cua, bầu cua. Ừ. Cho trái bầu. Tôm. Miếng tôm. Cho trái bầu. Cái gì, cái gì? Cho trái bầu. Gọi món hả qua lượt. Quá. Qua lượt hả? Rồi. Em phải bắt luôn rồi. Anh đứng đầu tao em bắt. Rồi này. Khỏi bắt, còn rồi khỏi bắt. Rồi thì hàng bước ra ngoài. Xếp lại đàng hoàng em. Bước vô. Xếp lại đàng hoàng em. Mới bắt ra thằng đầu tiên. Rồi anh Duy. Ừ, anh Duy nghỉ vào chỗ thứ thằng. Nước rồi coi. Nãy giờ ơi. Tao ba rồi còn gì nữa. Em nào cũng có qua lượt. Nãy giờ ai cũng qua lượt hết, mỗi xì tung chưa qua. Em bốn gì hết hả? Lượt này thứ hàng được qua vòng. À. Còn anh cứ giữ luôn à, ba móc còn được ha, thứ hàng còn xì tung thì thôi rồi. Giấc này là cái gì xào với em? Bò, bò, mì, mì xào bò. Mì cũng bự quá vậy. Hả? Thì cái này mì của Ý nè. Mì Ý. Rồi 1, 2, 3, bèn. Lỏng. Rồi ăn đi. Bèn. Là lỏng quá. Lỏng quá. Chắc là chưa thấm đâu. Bắt đầu dòng với hai dòng nữa mới thấm. Rồi. Vậy. Có nước súp không? Có. Lát tôm cho hai tô nước súp bự luôn nè. Rồi, có luôn. Rồi bóc lại đi chị Tung ơi.
ba sao mà bắt cái ba sắp 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 giống em vậy đó, hơn ba chút nữa hồ tô cua té. Hồi nãy chưa được có lượng cốc trước không cả. Chút đó, chút em vậy đó, hơn nó té nữa đó. Rồi, ăn nữa. Cái gì? Cũng với em. Hết đọc gọi món. Đúng xui luôn. Nó bây giờ nó bây giờ nó ngồi nó nghiệm nó cũng bị luôn nữa. Cho nó không có chạy đường nào nữa đâu. Hôm nay đúng là ngày xui thiệt luôn. Xui quá xui luôn. Tới luôn rồi. Mấy em bóc luôn rồi. Chú sao cũng phải bóc. Đúng rồi. Sao ai biết để dính nhau vậy? Gọi món luôn. Ba bóc gọi món luôn rồi. À để cái miếng nó kia xuống nhiều khi qua được á. Dạ món. Bây giờ mới vậy? Giờ mới vậy? Không chị vô. Thôi chú qua. Gọi món. Gọi món, quay qua được. Thôi vậy quay qua được rồi. Quay qua được. Xếp lại đàng hoàng, xếp lại giống nhau á. Không chơi gian nha. Rồi quay qua gính qua qua bên. Ăn hết. Gính qua bên. Cũng vô em nữa à. Rồi qua bên. Cho đi thằng bay vô. À, tiếp tục mì xào gì em? Sao hải sản nữa. Rồi. Chị Đông hôm nay đúng là xui luôn. Rồi, tiếp tục ăn rồi. Vô. Thang. Gì em? Đũa ngủ này nó tiêu nó ai. Ăn mày bỏ một đũa ra. Phan dù gì. Ăn cái mà đến nỗi tới hết muỗng luôn. Rồi gì đũa muỗng nó để đây ăn dẹp. Ăn tới chỗ quán hết đồ ăn luôn. Quá dữ ăn hết dĩa luôn, lấy vô hết chồng cái rửa ăn thì chú ăn hết rồi luôn á. Rồi bỏ cho chồng nghe em. Đội hình này ghé quán nào là quán đó hết đồ ăn. Rồi bỏ móc là tóc hành luôn. Tung tóc hành luôn. Bỏ lại. À. Cố quyền bóc. Phan Quy ơi. Dạ. Nó này ok ơi. Rồi sao em? Cho em xin tàu hạng lắm ơi. Lý do sao vậy? Tại vì nếu mà bây giờ em bắt qua một lượt em đóng không lại em đâu có. Đúng rồi. Bây giờ em tới luôn. Rồi nãy giờ em cũng như là không chưa qua được phải không? Bây giờ em chưa qua được nào, giờ em xin đầu hàng. Rồi. Trời ơi. Em bóc nữa em bị gọi mắng nữa. Rồi. Nè. Con đã hết. Rồi. Rồi dáng này là chia tay khăn cỏ phải không? Rồi. Ừ. Ok vậy là còn 4 người bắt. Chứ bây giờ em ăn cỡ nào ăn cũng không lại em đâu. Rồi còn 4 người bắt đúng rồi. Tại vì do nãy giờ anh em. Anh em có qua được, em không có qua được nào. Rồi ok xin thua phải không? Xin thua. Rồi. Không rồi. Rồi ba bóc bóc. Rồi món, ba món rồi món. Giờ mới vậy. Ừ, không chơi không nhận. Có lửa, không có dòm, thỏ à vô. Ừ, à, không chơi dòm. Rồi theo bóc em. Bắt em. Gọi món luôn à. Ừ. Trải bài ra coi. Gọi món. Ôi, mình ra ủng quá, mới đắc hàng. Gọi món hết. Gọi món hết không? Rồi, gọi bốn bốn ăn. Giờ này mình mới được ra được. Ờ, qua dòng. Rồi vậy bốn người ăn tiếp. Bỏ ra dĩa, bỏ ra ngoài một phiếu gọi món đi. Đây. Bỏ ra phiếu gọi món. Đưa cho thằng Tùng đi. Đưa cho nó làm gì làm. Nó ra rồi nó bây giờ ra rồi còn bốn phiếu, coi như là còn bốn lớp hôm nay. Nãy giờ anh ba qua mấy lượt anh ba? Qua một lượt một vô gặm cho xào luôn rồi. Nghe là nãy giờ là anh như em thấy là như 60 phần gì phải không? Năm phần rồi. Năm hả? Chưa thua đâu, chưa thua bỏ bóng đâu.
chưa đâu. Thấy hàng lượt lượt. Có em là không có lượt nào. À, Tung đang hồi lôi. Quá đen. Rồi. Nuôi. Rồi cơm. Đó. À, rồi, đó. Tiếp tục. Tiếp tục. Đó. Cơm đỏ đỏ em nhỏ nó khoái nữa rồi. Tiếp tục. Bắt đầu khúc này là khúc thấm rồi. Cơm chiên dễ ngon hết ba. Thấm rồi. Ngon á hàng. Ngon là bên không nữa hàng. Thứ hai gì á. Chú anh nó đang ăn 6 gì á. Đầu ăn thôi rồi. Cái đoạn này mình mở nhỏ cũng rất mong của bác chị các bạn thông cảm, có cái anh bán vé số anh hát nhạc. Rồi xong. Còn quy gọi với tí chuột. À, hết chưa nổi. Xin đồ ăn. Phải tại xui. Không qua được lượt nào đó, nó 6 vòng. Rồi. Rồi, thế hàng bắp em. Tiếp tục ngứa đầu là biết rồi, ngứa đầu là biết rồi. Chuột em. Quá dòng. Quá lượt. Rồi em nhảy ngoài luôn em. Hên quá chuột ơi. Em chúc cho chuột là ép rồi. Rồi quy gùa tiếp tục. Rồi giơ tay là hiểu rồi, vậy. Rồi. Rồi trong này có còn Thí Hằng với ba. Cho xin cái muỗng còn tí qua lượt. Rồi gọi món tiếp. Rồi tiếp tục. Rồi mời hai bạn dùng. Tiếp tục. Cái giờ còn có ba người. Chuột thì qua lượt. Ê, kỳ phùng địch thủ luôn. Nãy giờ Thí Hằng có qua lượt, như ba cả hai lượt. Một hả? Em có lượt không? À vậy hả? Có tí quỳ gùa hên. Mà quỳ gùa tàu hàng luôn rồi. Còn chuột. Còn ngon hả ba? Ngon, ăn đi em. Súp ngon quá. Mầm củ cải
trời cũng sung luôn. Dắt hơi dần rồi, dĩ 6-7 hơi dần rồi. Hơi dần chút rồi. Khô. làm nấu cái đồ ăn đi. Nãy chừng 40 phần chứ nhiêu. Anh ba hôm nay bóc được con lượt à, Tí Hằng cũng có con lượt à, Tí hên quá bóc được mấy lượt rồi. Rồi bóc cái Tí, em còn trong cuộc chơi đó. Con nào ngồi chơi nữa hả? Con nào? Không mày, anh xui lắm, anh xui lắm. Ừ, tự nhiên mày bỏ vô đó. Rồi anh ba bóc lên ba. Đúng rồi, ông Tung ông tới con hũ này chứ. Vậy là gọi cái bóng phải không? Quá lượt rồi ba, quá lượt rồi. Quá lượt. Rồi. Xui anh ba ngồi chơi đi ba. Thế Hằng. Xếp lại. Có từng là lấy 2 triệu đó. Ăn nữa hay là bóc tiếp Hằng? Thấy không lẽ anh ra anh bóc anh coi rồi mà nếu mà không coi thì cũng tội cho Tí mà ăn rồi ăn luôn. Rồi tiếp tục rồi cho 2 phần nữa em ơi. Cho 2 phần nữa em ơi. Rồi 2 phần tiếp tục anh ba trứng này qua lượt. Rồi tới Tí Hằng với chuột đà đây này kỳ phùng là thủ luôn. À, tiếp tục. Anh nói thầy mình nữa. Chơi đó thua, chơi đó thua hả? Không, hôm nay em xui thiệt. Em bóc cho em còn không xong, em gờ gờ có một tí. Rồi em ơi, coi xào thêm vậy dễ đó em ơi. Em cứ xào tiếp đi. Cái này chưa có ai đầu hàng đâu. Cứ xào tiếp đi. Gắn lấy 2 triệu tí. Tao qua đây là tao còn nha. Tao còn. Còn. Rồi cha ơi. Quên cái giùm ba. Cháu ba lấy rồi. Quên. Không à. Nếu mà hôm nay em nói thiệt như anh ba mà anh xui như em á thì có thể là anh ba bị lỗi mà ra dòng này là dòng vô không ăn bắt nữa. Kiểu này là mình nghĩ là anh ba hên quá. Kiểu này hai người đang hai dĩa là xong và vô bắt lại với anh ba là bảo đảm đầu hàng chắc. 2 triệu là thắng của anh ba. Anh ba hên quá, anh ba thắng rồi. Mày thấy không, chín phút rồi lọt. Không, không mà nếu mà anh ba thắng á, anh ba cũng đại em cử giải thưởng ngay tại hôm nay. Em xui quá xui rồi. Cho mày 2 cử luôn. Rồi 2 cử giải thưởng. Chứ anh em biết em xui. Thế Hằng này hôm nay cũng cố gắng hết sức nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không kịp ba rồi. Phải cái dòng này mà Thế Hằng bóc qua lượt thì ok. Đứng kế em bắt đầu đứng bên đây cái dạch để qua bển đứng. Yeah.
cái hơi của thằng Tung nặng đó. Mai đem vô trong cái hộ, trong cái hộ ngã năm tiểu cần tắm cho nó ra cái này coi. Tôi không có đem qua ngoài hồ bơi ở ngoài kia, vô hồ ta, vô cái hồ tiểu cần á. Ngày có nước đem lên cái hồ vui chứ chẳng lắm. Hơn là anh đem đầm tắm rồi. Chúng đem lên cái kinh của anh ba. À, rồi hết. Rồi bắt đầu bắt lên, lắc lắc lên bắt tiếp. À, cái này nhắm mắt cái hàng ơi. Nhắm mắt anh lại thấy à. Hai đứa đau lòng không? Cái miệng còn nhai mà hai đứa nó bệnh. Bệnh hả? Bệnh ra cái dành bắt trước. Bắt cái lai ra cái gọi món nè. Để nói anh nói vui nha. Lát vô ngay ngay gọi món. Cho hai em bắt được. Rồi. 1 2 3 gọi món. Cơm tép, cơm tép. Xí anh ba bóc đi. Cái này em nói nha nha. Tại vì á nãy hồi nãy bóc rồi. Nếu mà em ngưng thì cũng kỳ quá, bóc biết ai qua lượt rồi. Cái này em lắc cho hai anh bóc em xin thua. Rồi vậy hàng đầu ăn phải không? Rồi. Dạch ra đây tao khỏi bóc. Không rồi, tới ba lắm mà. Phiếu mà. Rồi món. Rồi món hả? Nè bây giờ nè. Em lấy đại một phiếu. Rồi anh lấy đại đó. Anh bóc đi. Rồi đó. Rồi. Rồi lên luôn em. Gọi món. Rồi món rồi, hai người gọi món. Lấy, anh lấy cái thăm qua lượt luôn đi. Rồi, rồi bỏ ngoài lá thăm em, bỏ ngoài lá thăm đây rồi, còn hai lá tất cả hai người. Rồi tiếp tục. Rồi thứ hàng lội ra luôn. Lộn nữa nguyên gì? Nữa hả? À, bây giờ còn hai con gà này chiến đấu tới cùng luôn. Cái dòng sau là có quyền nha, có quyền giơ tay đầu hàng. Người nào còn tí với anh ba, dòng sau mà giơ tay đầu hàng mình tặng riêng 5 sĩ. Còn hỏi bốc thăm thì phải ăn nha. Dù tí đi giơ tay đầu hàng anh tặng 5 sĩ riêng, anh ba ăn tiếp. Ngưng từ lúc đầu nha, chút bốc thêm bỏ qua, cái mình gọi món mình nghỉ đó không chịu nha. Gọi món nghỉ là mình chơi với chuột nha. Mà cái nào lấy tao đồ hàng thì mình sẽ tặng riêng 5 sĩ. Rồi, thằng ba xong. Phan bóc rồi anh ba ơi. Cái này cho chờ tí cái. Được bóc bảo. Khúc này là khúc còn gây cắn còn hai người à. Sao nhắm lụm 500 là lụm 2 triệu tí. Tại
Sao cái đống này không lượm? Khả năng em không tới. Hết xuôi, hết xuôi. Cái vậy chứ cũng được, cái vậy chứ bữa nay nó đeo cũng khác hiếm nghe không? Ừ, đeo tới cùng luôn á. Tí chuột cố lên. Chủ quán ra cổ vũ tiếp tục luôn rồi. Đó. Chuột ở lên rồi. Cố lên chuột ơi. Một là lấy 2 triệu, hai là lấy 5 xị. Quyết định cuối cùng là em. Sao quyết định sao em? Chơi tiếp hay là lấy 5 xị? Em chọn cái hũ này không? Em có gặp hũ không? Em có nên lấy 5 xị thôi sao? Rồi lấy 5 xị vậy em bỏ qua cái mít qua cho anh ba mình đi. Ok em. Sụp xị là an toàn phải không? Rồi nè, lấy 5 xị đi ra ngoài ngồi chơi luôn. Rồi cho một phần ăn nữa anh ba khỏi bóc móc. Còn có mình là khỏi lấy ông phần thôi. Rồi phần thưởng cuối cùng luôn, 1.300 luôn. Có luôn. Thưởng gì đã hết trận rồi, dĩa cuối cùng luôn. Chủ quán thưởng cho dĩa đó. Sắp cho lát chanh. Đó luôn là hết rồi phải không? Hết cho tôi luôn hả? Rồi. Rồi ăn hết dĩa là bóc về đích luôn. Người cuối cùng ngừng ăn luôn. Một dĩa cũng ngốc. Ngốc một dĩa rồi, chết đồng. Rồi. Nóng à. Nóng à. Nóng lên ba ơi. Ơi, sao rồi ông ra đó. Lột lưỡi à. Tự ăn mình còn mình ăn anh mà đâu có cần gấp. Tự anh chín cắn mà. Nhưng mà phải hết vậy này mới nhận được 4 tờ bạc đó nha anh ba. Đúng rồi. Đối với anh ba chuyện nhỏ anh ba. Anh ba ăn hết vậy này đi em nhận tiền cho. Đều mà tới cỡ này mà 2 triệu làm sao mà không lấy được. Rõ ràng. Tới giờ này là đội bỏ 4 thí sinh. Bỏ móc quá dữ. Nãy anh ba qua được 2 lượt hết ba. Một cái mẫu hả? Một cái hả? Cầm chung tới giờ luôn. Sư phụ trong tem đó. Anh ta đi qua đi lại đi bộ thấy ngộ ngồi dòm hoài vậy. Ta được 5 xị rồi tôi. Phải không? Ta được 5 xị đó. Thằng gì ra đó ngồi thấy ta chạy theo ta ngang cái ta đi lại cái thấy đi bộ ngộ dòm hoài. Đã 5 xị vô tới là ra lợ là xỉa găng ngồi xe chạy qua lại. Mỗi phần ăn này là bao nhiêu tiền chú quán? 25.000 hả? Dạ. Bao nhiêu phần ăn vậy em? 36 phần hả? Ôi chưa đạt đâu. Chuyến sau xuống ăn hết 50 phần. Đấy, cái clip này cô ba chị các bạn ủng hộ là tụi anh xuống quay lần sau là khoảng 50 phần. Em còn ăn nữa nhưng tại em vui quá. Sướng quá phải không? Em xin ra ngoài.
Phải em qua được lượt hai lượt rồi còn em còn ăn nữa. Này em không ra được lượt nào đó. Dán liền nha. Anh nào mà anh bóc nào mà hên nên ăn với ba. Ăn nhiều mà cũng đồng hành với lại hên nữa. Hên mới được. Chứ bóc ăn hoài là không kịp. Đen như em là xin lỗi chịu không nổi. Đen quá chịu không nổi bay ra phải không? Em sáu phần đi rồi em có ra được một lượt nữa em quay chứ. Đúng. Em bị quay chứ vô tiếp tục. Đúng lý em bóc qua vòng được hai ba vòng á tại em đứng gần anh chụp hình nãy. Xui hả? Ừ. Đúng nó nói nó cũng ăn được một lượt hai lượt á mà có cái xui quá giận quá. Giận quá kỹ. Để dối mình đen quá. Đây giận quá bóc hoài bắt không ai giận quá kỹ. Ra luôn. Giận hết thì ra luôn. Hết hết mới được còn không hết còn 1% nữa à nè thấy cái này sao độn lên dữ rồi nha. Anh ba ăn xong dĩa đó cái anh nói còn bên lã bên anh la. Anh ba ăn dĩa này dĩa thứ 8 rồi rồi chưa hả chưa xong hả chưa dĩa là dĩa 8 dĩa rồi em coi 10 dĩa qua vòng 2 dĩa ừ. Cái này con chim non chim cành cây rồi. Tí nó ra ngoài nó hát cái đó rồi. Hát liếu lo, hát liếu lo vậy đó. Dữ thiệt. Ăn mấy anh em ăn mỗi một lần ăn là 4 phần ăn. Mà ăn tới 36 phần. Còn tí nữa đó là đọt giải á. Ba còn con lùa thôi nâng luôn anh ba mình thấy anh ba chạy mũi rồi ok anh vậy là anh về đích cuối cùng anh nhận phần thưởng đấy anh ba vỗ tay nào cho anh ba nào anh em rồi mấy anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe chào hẹn lại bye.